Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh BSC Year Farming. Tôi là Hưng Happy. Các bạn thân mến, 23:30 ngày 6 tháng 3 tới đây sẽ có một sự kiện mua IDO dự án TOTS rất hot trên sàn BSCX. Coi bán ra thì ít mà lượng người muốn mua thì nhiều. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể mua được? Video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách mà chúng ta có thể mua được nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mổ xẻ xem là các vòng sẽ được bán như thế nào các bạn nhé. Thì đầu tiên đó là vòng 1 là vòng seed round. Đây là cái vòng đầu tiên và bán cho các nhà đầu tư thiên thần. Và khi lúc này ấy, cái dự án nó chỉ còn nằm trên giấy thôi. Nó chỉ là chữ viết trên giấy thôi. Nó chưa có một cái gì cả. Và những cái nhà đầu tư thiên thần ấy, họ sẵn sàng chấp nhận những cái rủi ro. Họ mạo hiểm. Họ tin vào những cái dự án này và họ đầu tư. Thì đấy là vòng seed round. Tiếp đến là vòng thứ hai là vòng private, là vòng dành cho các đối tác, ví dụ như là những đối tác chạy chương trình này, những đối tác mà marketing cho mình này, hay là những KOL, những cái người mà đã giúp đỡ mình để mình phát triển được từ lúc nó đang chỉ là giấy tờ, đang chỉ là chữ viết, hình thành ra cái dự án này. Thì những người đó cũng sẽ được mua ở vòng 2 với cái giá là 0,3 đô. Và đến vòng thứ 3 là cái vòng mà chúng ta hiện nay đang rất nhiều người mong ngóng trông chờ, đó là vòng IDO Public Sale. Thì cái vòng này sẽ được bán vào lúc 22:30 ngày 6 tháng 3 ở trên sàn BSCX. Và những người đã lock 100 BSCX để nhận những tấm vé may mắn thì trong ngày hôm đó những người này sẽ được quay số. Và nếu như bạn may mắn bạn được mua ở cái vòng này thì với mỗi một tấm vé bạn sẽ được mua với giá là 250 đô. Và bạn sẽ phải sử dụng BSCX để bạn mua TOTS. Còn vòng 4 thì vào lúc 23:30, tức là sau vòng 3 một tiếng, thì dự án TOTS sẽ được add lên BSCX và Pancake. Lúc này thì bạn có thể sử dụng bất kể đồng nào để swap sang cũng được. Hết vòng 4 thì đến vòng 5. Vòng 5 là còn 69.700 token TOTS chưa được phát hành. Thì chúng ta sẽ có được nó thông qua farm các bạn nhé. Hoặc là bạn chờ các farmer farm ra TOTS và họ bán ở trên sàn thì lúc này bạn mới có thể mua được. Và để mua được đồng TOTS này thì vào lúc 22:30 ngày 6 tháng 3, nếu như bạn trúng vé may mắn thì bạn có thể mua ở trên này bằng cách bạn bấm vào là SwapX. Sau đó thì bạn chọn BSCX và ở dưới này là bạn sẽ chọn đồng TOTS, sau đó thì bạn swap nó ra. Nếu như không trúng vé may mắn thì vào lúc 23:30 bạn cũng có thể mua được TOTS ở trên sàn BSCX và Pancake. Và bạn có thể sử dụng bất kể token nào bạn đang có ở trên này để swap sang. Và như bạn thấy là lúc 23:30 chỉ phát hành có 200.000 thôi. Thì bạn thấy rằng là token thì rất là ít mà trong khi đó người muốn mua thì rất là nhiều. Và nếu như bạn chưa gặp may mắn ở vòng 3 thì vòng 4 này tôi đã chuẩn bị một cái đường link. Thì các bạn có thể thấy là ở trên điện thoại của các bạn hoặc là trên máy tính của các bạn thì các bạn mở ra ở dưới cái phần mô tả mũi tên này, bạn bấm xuống. Sau đó thì bạn kéo lên. Thì bạn thấy đây là một cái đường link mà tôi gọi nó là đường link may mắn. Mà tôi mong rằng với đường link này thì sẽ mang lại cho các bạn cái cơ hội để mua được những cái đồng TOTS đầu tiên ở vòng 4 và khiến cho bạn xxx rất nhiều lần, hàng chục, hàng trăm lần trong tương lai. Thì bây giờ bạn hãy bấm vào cái đường link đó. Vào lúc 23:25 nhé, thì bạn vào đường link này và bạn chờ đến 21:30 để bạn mua. Nếu như bạn chưa unlock wallet thì bạn bấm vào phần unlock wallet ở phía trên này để bạn kết nối với ví của mình. Và khi ở trong cái giao diện này bạn muốn swap qua thì bạn hãy bấm vào cái phần mũi tên này, bấm vào dấu ba gạch. Sau đó thì bạn bấm vào là swap it. Tiếp theo thì bạn hãy để những cái đồng token mà bạn muốn swap qua thì bạn để sẵn ở đây. Sau đó ở dưới này thì bạn chọn là TOTS và bạn chọn đến đúng 23:30 thì bạn tiến hành swap như bình thường. Chúng ta sẽ bấm vào swap ở dưới này. Và cuối cùng thì chúc các bạn may mắn mua được những đồng TOTS đầu tiên cho mình và ích thật nhiều lần tài khoản. Cảm ơn các bạn đã xem video.